Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha mọi người. Ui, vãi. Một đứa nó nhảy cạnh mình luôn. Vãi hàng. À đủ, làm sao đấy hả em? Lại còn tính gạ team up với anh hả? Nói chung là thằng này nó không có cửa anh em. Và rất là dễ thì Kẹo đã có cho mình được một kill đầu tiên này. Ngày hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục Kung Fu Tết. Thế anh em thấy không, là cái bộ trang phục này thì nó giống hệt như là bộ trang phục của Lý Tiểu Long. Ai, không biết là anh em có thích Lý Tiểu Long không nhở? Còn Kẹo thì rất là thích luôn. Ui, với những cái màn múa côn của Lý Tiểu Long phải gọi là đi vào huyền thoại luôn anh em. Rồi nha mọi người. Anh em ơi, cái Kẹo xuống dưới coi nào. Không biết là dưới này thì còn ai nữa hay không nhở? Nói chung là cũng hên xui lắm mọi người. Thì hôm nay đã là mùng 2 Tết rồi, không biết là anh em nhận được nhiều lì xì chưa nhỉ? Kẹo thì lớn rồi, ai lì xì đâu. Vâng, và các bạn nhận được bao nhiêu tiền lì xì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nhá, để xem là ai nhiều lì xì hơn nhá. Ơ, có đứa nó cay mạng của mình. Vãi hàng. Vãi hàng anh ơi, anh ơi. Anh ơi thay một cái. Ui, vãi nồi 13 màu đây. Vãi trời anh em ơi. Ghê vãi luôn. Cái kiểu này là kiểu Kẹo sắp bị đai rồi. Nhưng mà không sao anh em ơi. Đai là đai thế nào được. Kẹo thì Kẹo vẫn phải sống và cố gắng kiếm top 1 chứ nhở. Vậy anh em, và hiện tại thì trong ván đấu này còn lại là 33 người chơi nhá. Một kill duy nhất và một kill đầu tiên của Sĩ Kẹo đây. Thì tranh thủ ngồi quần máu cái. Nãy ở kia bọn kia là bắn căng quá anh em ạ. Đây nè, còn nấm linh chi nè. Wow. Ơ, vãi hả? Lại thằng nào nữa vậy? Game vậy ai chơi? Nào đi. Ui, công nhận là hơi căng. Pha này thật sự là hơi căng luôn anh em ơi. Chẳng hiểu sao luôn, thằng bé chạy hẳn qua đây luôn cả. Thế thì nói thật là Kẹo cũng sợ nó luôn rồi anh em ơi. Căng vãi luôn nhở. Bình tĩnh nào đây. Mình sẽ chạy theo cái lối này cái đã. Lên trên này coi thì có vẻ như là bắn nó dễ hơn anh em ơi. Hóng nào. Đâu. Kẹo vẫn thấy là thằng bé đang thấp thoáng ngoài kia này. Làm sao em ơi? Slow không em? Có giỏi thì xuống đây nè. Ui, anh lại sợ quá cơ nhở. Vâng, lên 3 điểm số. Thanh niên này, số chú đúng đen. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Thì trong cái dịp Tết này, nếu như mà các bạn vào sục sĩ kẹo.vn, các bạn mua app, các bạn mở phong bao lì xì hay là vòng quay đều nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ giới thiệu với anh em hai mục cực kỳ là hot trên sục app của Sĩ Kẹo. Dễ chơi, dễ trúng thưởng thì đó là mở bao lì xì Tết với lại thì là vòng quay kim cương nha mọi người. Đối với vòng quay kim cương thì các bạn sẽ mất 50k một lượt, các bạn sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương này. Và chúng ta hãy cùng thử vận may nào mọi người nào. Ui, 50.000 nhận ngay 1.283 kim cương, khá là ngon các bạn ơi. Và tiếp tục quẩy xem là nó như nào này. 678 kim cương, vẫn lời luôn mà anh em, lo gì phải không nào. Tiếp tục chiến nào. Yes, 85 kim cương. Pha này hơi toạch rồi anh em ơi. Hơi toạch. Lại nào. Ui, nổ hũ 2.186 kim cương. Wow, ngon vãi anh em ơi. Rồi nha, phải nói là rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Chỉ mới 50.000 đồng các bạn có cơ hội trúng rất là nhiều kim cương. Và một mục cực kỳ hot nữa đó là mở bao lì xì Tết nè. Và đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều những cái phong bao lì xì ở đây. Và các bạn sẽ chọn vào úp thẻ nha mọi người. Và chúng ta hãy cùng chơi nào. Anh em lựa chọn một cái bao lì xì. Uầy. Chúng ta có. Uầy, 5.000 kim cương. Yes. Về vãi anh em ơi. 50.000 nhận được 5.000 kim cương, phải nói là rất là lời phải không nào anh em ơi. Nữa này, lựa chọn một cái bao lì xì bất kỳ này. Rồi nha anh em. Wow, và chúng ta trúng có 1.000 kim cương thôi. Nhưng mà không sao, vẫn lãi anh em ơi, vẫn tiếp tục chơi này. Rồi nha mọi người, tiếp tục lật hình nhá. Đây. Ui, cái gì đây. Ui, 9.999 kim cương. Wow, phê vãi các bạn ơi. Yes. Thế này thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào chơi nhở anh em nhở. Uầy, ra thêm cái nữa nào. Đang may. Uầy, phần này tạch rồi, chúng có 325 kim cương thôi anh em ơi. Lỗ vốn. Rồi nha mọi người, sau khi mà mọi người đã trúng kim cương thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình đó là cái mục rút kim cương này. Ok luôn. Sau đấy thì các bạn sẽ lựa chọn cái gói kim cương muốn rút. Mình sẽ lựa chọn 950 kim cương đi. Và các bạn nhập cái ID trong game của các bạn vào.
Đây của mình là 17728101. Anh em kết bạn với kẹo và chúng ta sẽ cùng chơi Free Fire trong dịp Tết này nhá. Số nhá. Rút thôi anh em, hôm nay mình sẽ rút tầm khoảng là 10.000 kim cương luôn. Anh em cứ nhấn rút liên tục luôn anh em. Rồi nhá mọi người, wow. Cái số kim cương còn lại trong tài khoản thì mình sẽ dành tặng cho mọi người nha. Vì thế nên là các bạn hãy comment ID game vào ngay bên dưới video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nè. Hello mọi người, và lại là kẹo đây. Lại là Lý Tiểu Long đây anh em. À đủ. Xem thằng nào ở trên là lên vả nó luôn anh em ạ. Tầm này là không cho thằng nào gáy cả anh em ơi. Kẹo phải gáy để còn kẹo kiếm top 1 chứ nhở. À kia, qua đây em ơi. Qua đây em trai. Ui, ăn ngay viên đạn vào đầu thế thì đỡ thế nào được. Rồi nha anh em, khá là nhẹ nhàng. Thì kẹo lúc này có được 3 kill rồi nè. Anh em thì ngon không? Và đây mọi người, hiện tại thì mình đang sở hữu combo súng cực kỳ là ổn định. Đó là chúng ta có AK với lại chúng ta có MP40. À, kẹo thì kẹo đổi qua Ska đi. Có giảm thanh anh em ơi, nên là đổi qua Ska bắn cho nó đã đấy. Địch đỡ phát hiện vị trí của chúng ta. Và tất nhiên là sống dai hơn thì nó cũng là một cái lợi thế anh em ạ. Lần lên trên này coi nào. Uầy, hello, có ai không? Uầy, phải hàng đây ạ. À? Nào để coi nào, uầy. Gì mà kê vậy? Khá là căng luôn anh em, mấy thằng bé nó dựa con keo rồi. Căng phết, phần này căng phết là không dẫn chơi được đâu nha anh em. Uầy, bạn làm như này bạn. Bạn tính hạ chết mình đấy hả? Thật sự là hơi căng luôn anh em, mấy thằng bé với những cái nước di chuyển cực kỳ là thông minh này. Nào làm sao? Uầy, làm sao em? Vẫn là sao ok hả? Ok, qua đây không? Mình thì mình không có bóng keo anh em ơi, nên là mình sẽ không để qua. Có thể là chờ nó chạy qua thôi. Này, vỡ đầu. Lại vỡ đầu rồi nhá. Đáng thương cho em. Ai bảo là thích solo với kẹo làm gì cơ. Solo với kẹo thì không hề dễ ăn đâu nha mọi người. Vâng, và chúng ta có rất là nhiều bóng keo này. Tầm này thì mình đã có bóng keo rồi nhá. Nãy là chẳng có quả nào, kiểu cảm giác chán vãi. Thì lúc này, uầy, ở đây thì có cả đúp nữa cơ anh em ơi. Thế nên là mình lấy tặng cái đúp đi. Còn cây Ska thì lát xuống dưới kia. Đổi lại cái AK anh em. Đợt này thì mình đang luyện tập mình chơi cái combo súng đó là AK với lại cây AWM. Thì hai cây này mà tạo thành một combo súng thì bắn nó cực kỳ là ổn định anh em ơi. Bắn ngon lắm luôn thề. Vâng đây. Hành trình của Lý Tiểu Long tiếp tục chạy xuống để lấy lại cây AK. Đấy. Đổi Ska lấy AK thì chơi cho nó ngon nghẻ hơn mà. Một súng bắn tỉa thì AK nó cơ động hơn rất nhiều. AK vừa bắn gần được này, lại vừa bắn ở khoảng cách tầm trung khá là tốt anh em ơi. Còn tầm xa thì AK bắn nó lệch đạn lắm. Tầm xa thì kẹo đã có AWM bổ trợ rồi. Đấy, có luôn giảm thanh một cái adup thì anh em thấy ngon không? Ngon chứ nhở. Còn anh em nào bảo là nó không ngon đi nhở. Vâng mọi người. Và mình lượn lờ qua đây xíu coi này. Ơ, có monster chắc hả? Thôi thì có lẽ như là lấy monster chắc chạy luôn thì cũng được. Và mọi người ơi, nếu như mà anh em yêu quý kẹo thì các bạn nhớ nút like, các bạn chia sẻ video hộ mình nha anh em. Giờ này kiểu anh em tương tác chán quá, đâm ra nhiều khi mình cũng hơi chán, hơi nản. Vâng mọi người, 11 người chơi nữa thôi. Xem như nào để cố gắng với bộ trang phục Lý Tiểu Long hoành tráng thế này mà không kiếm top 1 nữa thì thật sự là hơi phí. Ten ten, và chúng ta đang lên theo phía cổng trời đây. Mọi thứ vẫn đang rất là vắng. Nhiều khi có thể như là mình chạy xe nhanh quá, mình không thấy địch nữa cơ. Nó cũng hên xui lắm anh em ạ. Nhưng mà tính kẹo thì toàn thích lấy xe đi săn mạng anh em ơi. Bởi vì là đi xe nó có được một cái độ an toàn nhất định thì nó cũng phê phê. Vâng, 10 người chơi nữa. À đủ. Ui, thằng nào lái làm một mình như thế này. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ui, thôi anh em ơi. Xe mình đuổi theo nói đúng kiểu không tuổi luôn anh em ơi. Cái kiểu như là xe nó chạy nhanh thế thôi, xe mình kiểu như này phế vật thật. Ê bạn ơi, bạn chạy chậm chậm hộ cái. À đây rồi. Uầy, bốc khói rồi Hải ơi nào. Uầy, ăn luôn một quả tông nát luôn xe. Mày làm sao, mày làm sao. Uầy, xong luôn, vỡ đầu. Ê, công nhận là khổ thân thằng bé quá cơ. Cái này là bạn ra đi hơi sớm nha, chia buồn với bạn nha. Ok, vẫn là combo AK với lại AWM thần thánh. Đấy, combo này chơi ngon cực. Ngày trước thì mình hay chơi MP40 với lại adup thì thấy là nó không ngon bằng AK được. Nào, 9 người chơi thôi anh em. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là mấy đây? À đâu, còn lại 8 người à? Số nó hơi lẻ nên là tính hơi khó. Số nhau mọi người, không biết là... Uầy, phía sau có người này. Uầy, và thằng bé kiểu nó xẻ adup luôn anh em ơi, ghê vậy.
rồi nhá, trận chiến của hai thanh niên đều sẽ đúc với nhau nhá. Nào, chạy đâu em ơi, một viên rồi này. Và lên bảng đi. Dựa một keo không có kịp. Cái kết cho thanh niên kiểu như là dám bắn vào sĩ kẹo á hả? Thế là xong luôn. Xong đời thêm một thanh niên nữa. Và kẹo lúc này có được 6 kill luôn cơ. Đừng đùa với sĩ kẹo nhá. Rồi nha, và uầy, chúng ta sẽ lại có thêm được đạn súng bắn tỉa. Rất là nhiều rồi các bạn ơi. Trận này thì kẹo đang có là bao nhiêu viên đạn súng bắn tỉa đây? Phải nói là vô cùng là nhiều luôn anh em. Chúng ta có tầm khoảng là 41 viên đạn súng bắn tỉa anh em, thì ngầu không? Thế này thì xài bây giờ chơi hết nhở? Hay là trận này thì có khi là mình làm kỷ lục đi. Kỷ lục đi lượm đạn súng bắn tỉa đi anh em ấy, trong một trận đấu Free Fire nhở. Nào để kẹo lượn lờ qua đây xíu coi. Ba lâu thì chắc là kiểu mình rảnh rỗi quá, toàn lượm đạn súng bắn tỉa thôi mà. Đây, và chúng ta lên đường. Let's go thôi các bạn. Lúc này thì còn lại 6 người chơi thôi à. Mọi thứ thì ngày càng trở nên đơn giản hơn. Và leo rank Tết thì phải nói là cực kỳ là căng thẳng. Đơn giản là anh em kill nhau rất là nhanh luôn. Chỉ cần một tí sơ hở thôi thì cũng có thể gọi là đưa anh em lên bảng điểm số. Nó rất là nhanh luôn các bạn ạ. Nè nè, cái vùng đen G ra anh em ơi. Riêng kẹo là kẹo không muốn chết vì bom rơi nổ đó. Nên là chúng ta né né ra tí nhở. À, có thính này, có thính này, có thính này. Nào, uầy. Thằng này đi vậy, thằng này đi vậy. À, đủ, mày tính đùa với anh hả? Mày tính đùa với anh hả? Vỡ đầu. Yes. Em mới lại vỡ đầu rồi nhá. Thế nào, chứ vỡ đầu thế này thì đúng là số chủ đen quá rồi đấy. Vâng mọi người, và đây anh em, chúng ta sẽ lại lượm thêm bom keo thôi. Bom keo là một cái trang bị vô cùng là cần thiết trong tựa game Free Fire này. Nếu như mà anh em không có bom keo thì nó là một cái sự bất lợi khá là lớn. Đấy, theo như kẹo nghĩ là như vậy, và càng nhiều bom keo thì càng tốt. Mà ít bom keo thì khả năng cao vẫn ăn hành, vẫn sanh mộ bình thường. Sonya lượn lờ qua đây coi, 5 người chơi nữa thôi mọi người ơi. Thì nói chung thì chúng ta hãy cứ lượn lờ đi. Có xe mà anh em, có xe mà chắc cứ lượn lờ xung quanh đây có ai là kill cho nó luôn nhá. Ten ten, ở đây có ai không đây? Không có, không có anh em ơi. Ui, thêm 30 viên đạn súng bắn tỉa cho nó máu, 71 viên luôn. Yes. Thế này đã đủ kỷ lục chơi anh em ơi. Số đạn súng bắn tỉa này đã đủ để tạo nên kỷ lục trong game Free Fire chưa? Trận đấu có nhiều đạn súng bắn tỉa nhất này. Ui, mình mang tận 71 viên, gắt thật. Trong khi còn lại có 5 người chơi kiểu nản ý. Nhưng mà thôi anh em ơi, đôi khi là kẹo chơi game kiểu hâm hâm thế. Hôm nay thì lượm nhiều đạn súng bắn tỉa để làm kỷ lục thôi. Và nếu như mà lượm được thêm được khoảng 30 viên nữa là 100 viên thì wow, nó sẽ là một cái kỷ lục kiểu ngon nghẻ. Vâng, và 5 người chơi nữa. Trận đấu của chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và lên nào, bên trên có người anh em ơi. Uầy, để coi xem là chú làm gì ở trên. Ở cái kiểu như này là nó ở ngay trong nhà Doraemon thì phải anh em ơi. Ở dưới thì kẹo có kiểm tra rồi nhưng mà thật sự là không có ấy. Ở trên rồi, thằng này, thằng bé này ở trên chắc rồi anh em ơi. Ờ phải ha, kiếm nó hơi khó nhở. Thế thì chúng ta lượn lờ qua đây xíu nhá. Mình sẽ ra tảng đá này, mình phục nó anh em ơi, phục kích nó luôn nhở. Nào để coi, ok. AK này với lại thì Adup đã sẵn sàng nhá. Ui, chạy đâu Hải ơi. Yes, lên bảng. Đáng lòng chưa em ơi, lên bảng điểm số buồn không em? Đúng không mọi người, và còn lại 70 viên đạn súng bắn tỉa nhá, vẫn còn rất là ok luôn. Lên xe nào mọi người, 2 người trận nữa thôi, chỉ 2 người trận nữa thôi là chúng ta giành được top 1 rồi. Cố lên anh em, yes. Mà nói thật là càng về cuối trận thì kiểu cảm giác càng căng thẳng anh em ơi. Riêng kẹo là bây giờ tim đập thịch rất là hồi hộp rồi anh em ơi. Căng thẳng quá, nhờ các bạn like, các bạn chia sẻ video để giúp kẹo có động lực top 1 nhá. Hai thằng cuối đâu? Hóng thôi. Các chú đang ở đâu? Qua đây solo với anh nào. Anh là anh chưa thấy các chú đâu nhá. Nào các chú đâu? Mình chạy thế này mà không thằng nào ra bắn cả hả? À, xuống dưới check thính coi. Và chúng ta... À, mình tưởng là chúng ta lại có thêm được đạn súng bắn tỉa cơ. Nhưng mà là đạn súng trường đây thôi. Với lại cây Goza dạo này chơi nó khá là phế. Nên là mình cũng không có lượng làm gì cả. Sẽ AK đi cho nó ngon. Lượn lượn qua đây coi. Ấy, và có anh không đây? Anh em lại trốn đâu hết cả rồi. Ra đây chơi với kẹo nào.
À, ở trên anh em ơi. Ngay phía chỏi ở trên này. Uầy, vãi, bán hơi kinh đấy. Bán hơi gắt đó anh em ơi. Ok, kẹo quần máu cái đã. Vâng, nói chung là Lý Tiểu Long sẽ cho chú ngậm hành. Wow, rất là nhiều đạn luôn. Uầy, kinh đấy, ok, kinh đấy. Anh bắt đầu thấy nể chú hơn rồi đấy. Ok nha mọi người, tiếp tục quần máu này. Đầy cây thì các bạn sẽ chơi game một cách tự tin hơn. Và chắc chắn là ở đây thì nó không có mìn rồi. Ok, bạn này thì bạn ấy không cài mìn. Thế nên là các bạn ơi, chuẩn bị tâm lý mà công lên thôi. Chờ nó nhảy xuống thì cũng hơi lâu nhở. Bo thì đang thu lại rồi này. Xuống đi bạn ơi. Bo thu này xuống đi. Nào. Uầy, đúng đèn vỡ đầu. Uầy vãi luôn anh em ơi. Trong bo có người này. Thế này thì đây là một tình huống cực kỳ là bất lợi cho kẹo rồi. Vãi hả? Đúng kiểu như này sắp mặt tôi anh em. Thôi vãi luôn. Có lại bể mấy máu này. Và bo nhanh luôn anh em. Thôi xong rồi. Cái này là bo không độ rồi. Xong anh em. Số nhỏ. Để địch nó top 1 mất. Giờ thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều này.